Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 500 tốc cần có cái hiệu là OBBO nha tất cả anh em. Cái chương trình này góp này là full 20.000 người để tất cả anh em tham gia làm liền nha tất cả anh em. Rồi bấm link và link mô tả, bấm nút start nó chat chatbot nè. Rồi anh em lướt cấp tra nè. À khó quá ta ơi. C nè. F nè. Y nè. U nè. A nè. E nè. Anh em gỡ nha tất cả anh em. Rồi như vậy đầu tiên thì cả anh em join vào iGroup nè. Rồi nhiệm vụ thì rất là đơn giản luôn, follow và join trên Telegram group và follow Telegram, gỡ lại với địa chỉ cho anh em C20. Rồi anh em tất cả anh em join vào nè. Tất cả anh em thông cảm nha. Vào quá nhiều rồi. Rồi hiện tại có 6.800 tất cả này tới 20.000 người là full rồi, tất cả anh em mất up lên nè. Theo quên thì anh em follow theo quên tất cả anh em. Telegram không phản hồi đỡ. Rồi theo quên thì anh em theo dõi nè, đem chat dự án anh em. Rồi các anh em lại, rồi anh em tự quyết nó là một cái bài thứ hai nha tất cả anh em. Rồi tự quyết lên nha. Rồi tất cả anh em bắt up lên nè. Rồi anh em bấm vào một continue nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em điền cái follow theo word and retweet post. Submit you the world ID. Submit the world. Rồi tất cả anh em tweet cái the world nữa tất cả anh em ơi. Ủa mình tweet rồi à. Rồi tất cả anh em bắt up lại. Các anh em vào the world mình lấy username the world của mình nha tất cả anh em. Anh em bắt vào một win VNNH9. Rồi anh em ghi lại cái clip vô Telegram. Tất cả anh em bấm nút join nha. Rồi tất cả anh em dùng địa chỉ join để kích hoạt ví nha tất cả các bạn. Sau khi làm các bạn tạo ví, bạn nào mới tạo ví hơn có em bấm đã reset nè. Tất cả các bạn copy nè. Rồi các bạn đừng bắt Telegram nè. Giá dự kiến một tục cần BOB này 0.006 0.006 cho một 500 tục cần này giá trị hiện tại khoảng 30 đô. Tất cả anh em làm nhanh nha. Rồi tất cả anh em gửi với trên đi cho nó nè. Rồi tất cả anh em bấm vào một get link. Các anh em bạn bè và người thân mỗi một ghép tất cả anh em nhận được 25 tốc cần OBBO các anh vô account thôi. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành. Đây thì lấy ID mình luôn nè. Đây như vậy mình đã hoàn thành iDrop tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình cập nhật đăng ký like cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi mình trong và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.